phân biệt rồi mà, đúng rồi. Em cũng làm cái em đòi hỏi không phân biệt giữa phụ nữ con gái đúng không? Đúng rồi. Để đơn giản như này. Tao nhỉ, có cái gì cầm này. Từ từ đấy chị, bây giờ chị em phải đi kiếm một cái gì đấy. À đây đây, chị sẽ đi lấy cho nó cái này mọi người ạ. Không không, để đây đây là không hiểu sao đấy. Bây giờ mình sẽ như này mọi người ạ. Đây bây giờ đây sẽ là cách phân biệt phụ nữ con gái. Đây là Thảo cầm đi của Khoa này. Cầm đây mọi người nhìn cách cầm khoai, cầm ăn đi em, còn nếu mà cầm ăn khoai thì em ăn như nào. Ờ đấy, con này con gái nó thoải mái lắm mọi người ạ. À nhiên cầm đi đấy, cầm lên đấy. Đấy nhìn phụ nữ cho mọi người. Đấy, con gái và phụ nữ. Không biết làm sao. Đúng. Này không đúng. Đúng. Con gái nó cầm thế đó chị ạ. Nói chung là nó phần nào nó thuộc về thói quen. Mà cái gì thuộc về thói quen thì người ta làm đi làm lại nhiều lần thì nó hay bị là gọi là quen tay. Nó gọi là trăm hay không bằng tay quen. Cái gì mình hay cầm nhiều, kiểu gì động tác như nào thì mình sẽ cầm như thế. Hóa ra là chị hay cầm, củ khoai kiểu vậy á. Chị chả cầm thế, cầm nào mày. Em cầm củ khoai kiểu này này. Mày điên ở đấy, mày nhúm cái gì kinh khủng ở đâu mà mày nhúm như thế thì mày dùng kiểu gì. Đây là đấy, An muốn thử con trai con gái không? Vâng. Em không phải diễn. Nào đây, em cho đây ra, em cho đây ra. Đấy. Đấy. Nói chung là biết rồi, mình chỉ lừa được hai cái đứa đấy thôi. Thì mọi người đã biết ai là con gái, ai là phụ nữ rồi đấy. Được ạ. Thế là em được chúc. Thế là em được chúc, ở đây em được tiền. Thế em nhận được tiền rồi đúng rồi. Em được nhận đâu. Thì mày bảo là mình cũng nhận được. Em không nhận được. Không có chị nhận được rồi. Thế à? Giờ chị em quay ra ngoài cửa ấy. Được. Mày chết. À mình sẽ hỏi con kia, để xem nó cầm khoai như nào. Trời mưa mọi người ạ. Nhanh 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 nhanh. Không mưa. Không mưa nhưng mà sắp mưa rồi. Mưa rồi. Khoai lâm. Thế rồi Doraemon. Thế là xong. Xong là cái gì? Đó. Nhanh nhanh nhung bà đây chị bảo. Bà em thích được không? Là tao không có mua đi. Ta em bảo thích. Là nè được rồi, nhung bỏ ra chị bảo. Ngày khởi đấy mình không có câu gì cả. Em có thể lên thì chị nhung ra. Cái gì? Thế chúng ta sẽ đến với Nhung nào. Nhung xem chẳng bao giờ đổi chúng ta. Rồi. Rồi. Xe đấy ra. Xe rồi. Cầm đấy. Dơ lên. Dơ lên. Dơ dọc của khoai lên. Đấy, mọi người nhìn viết phụ nữ con gái chưa? Có cái để cầm hẳn hoa thì không, cứ phải ví dụ làm gì. Cho cái đấy cầm nó vàng tiền của tao, thế chẳng đúng rồi. Nếu như một người người ta chỉ ăn khoai thì người ta sẽ cầm như thế này. Người ta cầm như thế này. Nó là thói quen, tôi bảo rồi, nó là một thói quen khó bỏ. Đây, em này chắc là biết rồi. Nguyệt, chạy tay ra em. Một tay thôi, hai tay làm gì? Giơ cao tay lên. Thẳng tay lên. Xe này à? Xe này à? Rồi. Cũng chuyên nghiệp lắm. Ủa thế sao tự nhiên lại cầm củ khoai nói nhau kinh quá? Không có gì liên quan nhau à? Câu chuyện là cách phân biệt giữa con gái và phụ nữ. Con gái thì không được quà, mà phụ nữ thì được quà. Mày làm cái gì đấy, cái thằng điên này, khoai của tao. Ngày xưa Tuấn đi diễn chuyên tạo có kiểu như này. Ừ. Đây thì túi da chéo như này đúng không? Tay sang tay. Mọi người cứ về tìm tại học du ký mấy cái tập đầu ấy, Tuấn lúc nào cũng đứng như này. Có, tôi chắc là ngày xưa nó đi hành nghề ở Hồ Thiền Quang đúng không? Ngày xưa mày hành nghề ở Hồ Thiền Quang đúng không? No. Chắc chắn thì nó mới như thế. Mày vẫn đứng đấy vẫn chưa hiểu lắm. Nói chung là đấy, còn ở trên kia là chỉ còn có nhung gem nữa thôi đúng không? Chị Nhung đi
đi ăn rồi. À Nhung đi ăn rồi à? Tôi để tí nữa mình sẽ hỏi nốt Nhung. Sắp mưa rồi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục bài test đấy với hot girl Nhung Gem. Nhung Gem uống nước đi em. Ờ im, cứ để im, mày nói lộ của tao rồi. Uống nước đi, uống nước đi em, uống nước đi. Uống nước đi. Nhìn xinh, hôm nay xinh, hôm nay mặc chiếc quần ống loe xinh. Cái gì? Hội tin Nhung Gem đâu, à Nhung Gem đâu. Hội tin Nhung Gem rồi. Ok, hội tin này. À, còn sớm, mày nói cái gì? Nào, uống em nghe từ hội tin là em biết là cái gì rồi. Nhưng cái gì? Rồi, ok, rồi, chuyển đây ra. Chuyển đây ra. Chuyển một tay ra cho chị. Chuyển đi, có gì đâu. Không, chị không. Không, không bao giờ xảy. Em không tin chúng nó, nhưng mà em không tin chị luôn à? Chị em... có lừa em bao giờ không? Chị còn lừa em thôi là chị không bao giờ lừa em, thề. Em chuyển đây ra. Một loại thực vật, một loại thực vật, thề. Rồi, chuyển đây ra. Tay nào? Tay nào được, thích thì đặng được. Chạy đây ra, chạy cứ chạy đây ra, cứ chạy ra. Rồi, ok. Mở tay ra để chị đặt vào. Rồi, hạ xuống, thấp xuống. Hạ thấp xuống. Phải dơ cao lên như này. Thấp xuống cả chị không đặt được vào, các bạn không nhìn thấy. Rồi. Nào. Chị quay cái con đầu hỏng khó khăn không? Nào, cầm lấy, Nào, thả xuống. Tao mệt mày quá. Rồi, cầm lấy. Đừng, mở. Mở tay ra, mở tay. Rồi, ăn khoai. Ăn khoai thì mày cầm lên. Được nghe lại. Nói chung là cũng vẫn cầm thế thôi mọi người. Đúng. Đúng rồi. Được rồi. Cầm cái này. Rồi những người tin chúng thế. Lào ngáp anh Tài tao. Ôi rồi mất tép rồi. Ôi giời, như thế mà quần này được ấy, đẹp ấy. Được. Tháo lên mà em không có đít. Cái gì mà ai mà không đít, vánh đít đây. Thế là em không có bục chỉ luôn. Cái con ngồi nhú mà không có đít nhưng mà lại bỏng, mà còn lại bục chỉ. Được. Tôi nghe chị Yến sẽ quay mà. Video gì đây? Bây giờ không ngại nữa. Bây giờ không ngại nữa, vẫn phải ăn đúng không? À, hôm nay lại ăn kim bắp và ôi rồi, Yến ơi, bây giờ em giảm cân. Đây là súp Maizune đấy, béo lắm. Mai giảm cân đúng không? Mai em giảm. Tóc thắm này được ạ, tóc thắm này lơi ra được ạ. Được ạ, nhưng mà tóc mái cần phải vào giữa đấy em ạ. Tóc mái vào giữa một tí nữa. Em lại muốn lệch một bên. Sang bên kia mua à? Thế nên người ta ship xe máy sang à? Mất công nổ máy xe mới trưởng à. Và trước mặt chúng ta là hai con lợn. À nhầm, là hai hot girl. Chị nhầm, chị không thế mà chị Yến à? Chị nói nhầm, chị không cố ý bảo bọn em ăn nhiều như hai con lợn đâu, nhưng mà mình vẫn là hot girl. Ăn đi em, đây là video mukbang. Ăn này nó chưa đủ mukbang, nó phải sang nó gọi cả bàn ra. Chờ con lấy túi Doraemon biến hóa. Đó. À vẫn chưa đi biến à? Nhưng mà sao Thảo lại ở đây? Nhưng sao Thảo lại ở đây nhỉ? À, anh em vẫn đang ngủ ở nhà đúng không? Vâng, 1:30 mới làm việc. À, thế là đấy, chiều nay Thảo còn túi Doraemon được em nhá. Em tưởng anh em đi làm hết rồi mình Thảo ở lại. Ừ, chị đang tưởng thế. Xe một đống nhiều. Ừ. Đấy, ăn đi bây giờ. Thời tiết thì tự nhiên nó sầm quá mọi người ạ. Sầm này chứ rồi, chắc là trời Vĩnh Yên đang trở lạnh. Trở lạnh như thế này thì chúng ta cần một nồi lẩu. Em thoát khỏi sự cô đơn. Đúng rồi. Chúng ta cần một nồi lẩu, chị Yến mời mọi người ạ. Tất cả các em thì vừa mới có lương xong. Chưa lại có xong thì 8 tháng 3 chị ạ. 8 tháng 3 thì em đã nhận được tin nhắn chuyển khoản của sếp là chúc mừng 8 tháng 3 vui vẻ chưa? Chưa chị ạ. Chưa. Đứa nào nói phép là mai không ngực nhá. Vâng. Đứa nào nói phép mai không ngực. Đấy em thề luôn. Em thề luôn. Thề với chị luôn. Mở điện thoại ra. Chưa luôn. Thề em thề với chị luôn. Thề à? Em thề sai. Ai nhận chị em chưa nhận. Chết rồi. Xin bác mừng 8 tháng 3 rồi. Cười mà nhìn một cười cười. Em thề với chị luôn, em chỉ có lương thôi, chưa có một ai chúc gì luôn. Không, em mở cái phần cộng tiền ở tin nhắn ra. Ở tin nhắn á. Chưa luôn chị ạ. Thôi tôi chết rồi. Chưa luôn. Chưa luôn nha. Chỉ có 8 tháng chi lương tháng 2 rồi. Chắc là đây không phải là con trai con gái rồi. À, chỉ có phụ nữ mới được nhận thôi. Con mua rắn là cứ thấy phụ nữ phải cũng thấy con gái đâu mà đòi nhận. Thế có chị ạ? Ừ. Tao không biết tao có
chồng rồi thì ta là phụ nữ chắc chắn là có những đứa nào phải giơ tay là em chưa có chồng nhưng em là phụ nữ thì em bảo. Nhưng mà trong khi thì thế nào là phụ nữ thế nào là con gái? Con gái là cái thành phần của một của rượu nữ nhi hồng, mà cái chuẩn mực để làm ra rượu nữ nhi hồng là làm sao? Là người con gái đó còn nhỏ, trong trắng. Và thường đây lại nói đến nữ nhi hồng, chắc nhiều người không biết đâu nên mình tào lao tí. Cái rượu nữ nhi hồng đấy thì khi mà một gia đình ở Trung Quốc người ta sinh ra một cô con gái. Không, em không trong trắng, em không trong trắng. Em trong trắng, em ngoài, em trong tối. Em không tối. Ờ thì em đang trong nhà. Em trong nhà, em không trong trắng à. Đấy là tiếp tục như nữ nhi hồng, thì khi mà gia đình đó sinh được một cô con gái thì lúc cô con gái đó sinh ra, gia đình đó sẽ ủ một bình rượu. Gọi là không. Con gái rượu đấy. Không. Ờ đúng rồi, sẽ ủ bình rượu và niêm phong cái bình rượu đấy vào bằng một loại đất ở bên trên nắp đó và lấy chân con gái dí vào đó cái ngày tháng năm sinh cô gái đó, đến năm khi cô gái đó 16 hoặc 18 tuổi khui ra để dùng tiệu ra tiếp đãi khách quý thì người ta gọi là rượu nữ nhi hồng, chứ không phải là như một số người bảo là nữ nhi hồng là rượu máu huyết của nữ nhi là sai nhá. Thôi, thế không mời đi ăn trưa thì phải mời ăn tối thôi. An ơi, này, cầm lấy con pi đi em đỡ lấy tài sản này. Đây. Sáng nào cũng được cho pi ăn. Em cho Loan đi em. Sáng nào cũng được cho. Đây là tất cả lỗi lầm của anh em. Trong đó, từng này là của Hoàng. À đâu, Hoàng gì nhở? Hồ Việt Hoàng. Hồ Việt Hoàng à. Đây, còn lại chỗ Hoàng này Lầu. Anh em. Đấy. Tiền đấy mọi người à, đấy cho vào. Đấy, đây là niềm hạnh phúc khi mà anh em được góp tiền mua vé máy bay để đi du lịch. Quá, em cháu không góp đồng nào. Còn là nỗi khổ của những người đi làm muộn và mắc lỗi. Rồi cho nó ăn đi em. Nhưng mà tháng này giờ này em thấy nó ăn ít quá, chắc tháng sau phải tăng cường. Đúng rồi, chị cũng rất thích thế. Tháng sau phải tăng cường. Tiền để chúng ta mua vé máy bay, tiền để chúng ta thuê villa. Mua 4 lượt vé máy bay thì chắc là đi 2 lần chứ nhỉ? Gì mà đủ 4 lần, thế đi một lần thôi xong rồi còn để ở villa biệt thự thử. 200 của tao. Ờ của tao à. Ơi, sao em nhân 4 con pi á? À, chiều nay làm một con. Chiều nay làm một con lô. 4 con pi luôn. Đổi con pi lấy con lô. Lấy 4 con pi. Xong được 4 con pi. 4 con pi xong cuối cùng là thua hết. Thế là không mất con pi nào. Thế là không được đi du lịch. Không, thay vì đi Phú Quốc thì mình đi Phú Thọ. Thì cái bộ mà em mặc cái đẹp đấy là bộ phân hòa hay nói. Bộ mặc đẹp đẹp nào? Chị bảo mua đứa mang bộ nào đẹp đẹp. Chị bảo lúc nào? Chị bảo lúc nào? Chị bảo nhớ thẳng như mọi người. Chị đâu có bảo em đâu, chị em đọc lại kịch bản đi. Ôi dồi ôi. Chị có Nhung thôi em ơi, vì Nhung, dồi Nhung dồi là có máy ảnh cạo mốt. Em cứ, chị bảo là nhớ thảo. Nhung mở ngoặc mình áo hay không? Mình đang ôm trọng trách của công ty những chiếc vé máy bay của anh em. Bây giờ sau này em phải đầu tư lên một cái camera chuyên để ra để trông MV chị. Camera 90 cân kìa. Camera chạy bằng cơm. Đúng không? Thảo lại đang nhành nhạch anh Dương kìa. Đang nhành nhạch anh Dương. Em móc lên cái cờ đó chị. Cái cây ở trên cửa. Được. Em năn nỉ nó cái gì ấy? Em bảo là mưa này anh Dương like em ra quay, anh Dương ra. Thế anh Dương không phải đi quay à đâu mà em phải nhờ anh Dương like em ra chỗ quay. Đúng. Thế anh Dương không quý, anh Dương không quý em, không yêu em mà đâu à, không like em ra chỗ quay. Bên em cũng đang quay. À. Bên em cũng đang quay. Bên em cũng đang quay. Cúc quay. Ok, cúc quay. Cúc. Ờ. Ôi giời, không tắt được cam anh em ạ. Đây là team gay. Đây là team gay đang chuẩn bị đi quay mọi người ạ. Và cái tiết mục xác định đâu là phụ nữ, đâu là con gái thì chỉ còn Nhung Gem nữa thôi. Nhung Gem thì nó chưa đến. Và anh em đang chuẩn bị đi quay. Trời sầm như thế này thì không biết là... Đây, cả công ty đây. Anh Hiếu mới ngủ dậy, mặt vẫn đang rất ngáo. Đấy, mặt anh Hiếu đây. Buồn.